Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị trang biếm của nhà báo Nguyễn Tiến Tường đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 23 tháng 7 về tin bịa đặt ấu trĩ của báo đảng nhằm tô son trác phấn cho Công an Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tin tức, đọc tin mà tức Tờ báo nọ hôm qua chạy bản tin chị Vân Anh đến cây ATM của ngân hàng quân đội rút tiền. Do nghĩ giao dịch không thành công nên chị đi vội, thế là quên tiền trong khay. Một trung tá nhặt được trả lại cho chị. Bản tin này phi logic. Vì một lần rút tiền không thể có một lệnh 90 triệu được. Tờ báo đó hôm sau sửa lại bản tin chị Vân Anh đi gấp nên bỏ quên 90 triệu ở cây ATM. Một trung tá nhặt được trả lại cho chị. Bản tin này càng phi logic nữa. Vì mang theo 90 triệu tới rút tiền thì quên làm sao được. Cái thì em làm gì có chỗ để tiền mà quên Càng nghĩ càng tức Mà thôi, lòng tốt có thì cần gì lo chuyện nào